Em Loan mến chào anh chị, đã ghé kênh Cờ tướng TV của em. Hôm nay em xin gửi đến anh chị hai ván cờ tướng, giữa tài khoản có tên là Trương Thiên Di khi lần lượt đối đầu Vương Thiên Nhất và Tôn Dũng Trinh. Hai ván cờ được trực tiếp trên kênh Tượng kỳ cờ tướng thế giới, mời anh chị cùng xem. chơi đến đây vương thiên nhất không thể đỡ nổi vì vậy vương thiên nhất đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha Chơi đến đây, Tôn Dũng Trinh không thể đỡ nổi, vì vậy Tôn Dũng Trinh đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.